Chào bà con, mình vẫn đang còn đứng ở tiếp tục cái ở biển hồ Galilei và vừa rồi có một người đứng câu cá đằng kia, không biết ông ta có câu được cái gì không. Thì nói chung ở nơi đây coi như được ông trời ưu đãi cho đất nước Do Thái quá chừng đi. Sau mấy ngày đi vòng vòng ở nước Do Thái thì mình thấy coi như sa mạc rồi đồi núi khô cằn quá đi. Nhưng mà khi mà tới cái bờ hồ này mình thấy rất là khâm phục. Ông trời đã thương cho người Do Thái, ban cho đất nước này có một cái bờ hồ, một cái biển hồ nước ngọt, có thể nuôi dân chúng được và có thể mà mang sang các nước khác cũng được nữa. Tại vì cái bờ hồ này nó rất là dài và sâu. Đó, quá trời, cái bờ hồ nó quá trời rộng bà con, quá trời rộng đấy. Nếu nhưng mà nó kèm cái kế bên bờ hồ đó là cái những ngọn núi này nè, nó khô cằn quá đi, coi như làm cho cái nghe cái nét nó phản ảnh với cái bờ hồ xanh tươi như thế này. Nếu mà được màu xanh cái vách núi nó được màu xanh nó thì quá tuyệt đẹp đi. Nhưng mà cái đó là cái quyền của ông trời, thế nên mình không biết được ông trời tính toán như thế nào, mình không biết. Nhưng mà ông trời ban cho người Do Thái được một cái hồ nước ngọt như vậy này quá tuyệt vời. Nên đây ta để bày bàn ghế cho du khách á, có thể người ta ngoài này cũng ngồi uống cà phê thì hóng gió rồi bà con. Rồi coi ai mà muốn tắm hồ nước này cũng được nè, nhưng mà bơi trong cái phạm vi quy định thôi, đừng có ra xa quá nguy hiểm. Đây khi mà có nước ngọt á, người ta có thể làm bất cứ một cái gì, nó cũng từ tưới tiêu cho nó trồng tỉa nó cũng dễ dàng bà con. Không có mình thấy nó có khô khan hoang tàn quá đi, nhưng mà như vậy thì quá tốt. Đâu thì thế có chút xíu nước vô cái bắt đầu chỗ nào cũng có hoa hết rồi bà con ha. Để cuộc sống bắt đầu nó mát mẻ rồi, không kiểu mà nó khô héo giống như cái bên mấy cái bờ hồ, cái bên mấy cái ngọn núi bà con. Ok, được, có lẽ phim khá dài thì bây giờ mình lại ngưng tiếp con. Chứ để dài quá cái tải lên nó khó lắm. Con tải rất rất là lâu mà bà con coi cũng chán nữa. Ok.